Hello, mình chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái tool tự chế để cắt mấy cái sơ mi, để tiện sơ mi, đóng sơ mi cho mấy cái vách máy này các bạn ha. Thì cái này là mình làm từ cái cây dao cắt. Lúc mình mua cái máy tiện thì người ta tặng kèm theo cái dao này. Còn này mình mua thêm ha, cái dao thì nó gắn cái lưỡi, cái chip này để cắt ống, cắt trục phi. Nó chỉ vào đây rồi nó siết ốc đây ha các bạn ha. Thì cái này thì mình cũng lấy cái dao giống vậy mà mình mài cái chip này nè, nhỏ lại, mỏng lại, mài mỏng lại. Cái chip này là chip 2 ly, mình mài xuống còn 1 ly thôi, chưa tới 1 ly, khoảng 0,8 á, cho nó mỏng lại. Mỏng lại mình bắt vô. Thì còn cái này là mình lấy một miếng sắt dày 6 ly mình hàn vô cắt ha. Thì mình cái đây là con ốc này, đây có cái lò xo mình dặn ra dặn vô được tăng đưa được nè, để canh cái độ dày của cái sơ mi á. Thì ví dụ mình muốn đóng đóng cái sơ mi cho cái vách này, mình để cái này vô đây, dặn dặn vừa sát nè, thì mình sẽ có cái độ dày của cái vách này. Rồi khi mình cắt cái sơ mi ra nó sẽ dày bằng cái này, nhưng mà mình muốn cho nó hơi dư ra chút xíu để mình tán á, thì mình nới lại khoảng 1/4 vòng các bạn. Nó có cái độ rơ chút xíu này các bạn ha, có độ rơ chút. Rồi mình sẽ để lên trên 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 máy tiện cắt. Cắt thì ra cái sơ mi là nó bằng cái khoảng cách này. Đây nó có cái lò xo nó chịu, nó sẽ có chống tháo cái ngóc này. Thì đây là cái vách máy FS này. Thì mình sẽ tiến hành mình tiện thử một cái sơ mi để mình đóng cái sơ mi này cho các bạn coi thử nha. Mời các bạn cùng xem.
Rồi, giờ mình có hai xe mì ưng ý nè ha các bạn ha. Thì ráp vô, đóng mình đóng cho thử ha.
Rồi, ok các bạn. Đây, đây là cái xe mì sau khi đã xử lý xong các bạn, không cần phải mài vách này nữa, tại vì mình tiện nó chính xác rồi. Chỉ hơn có chút xíu mình tán xuống là vừa luôn đó các bạn. Rất là đẹp, y như zin luôn á. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.